giáo họ của chúng con. Hôm nay chúng con đứng ra lên đạo tràng này được sự hiện diện của Hòa Thượng Viện Chủ Trung tâm Phật Giáo của Việt Nam. Nhưng vì Ngài vẫn có việc Phật sự và không kịp giờ để đến đây với chúng con, thì với tất cả tấm lòng của những người tôn Phật và nhất là hàng học học đệ tử, chúng con hướng về Trung tâm Phật Giáo của Việt Nam tiếp lãnh lễ ô Viện Chủ cùng Chư Tôn Đức Tăng, cầu nguyện cho quý Ngài luôn luôn có nhiều sức khỏe để trợ duyên cho quý đệ của chúng con được làm Phật sự nơi đất khách quê người và nhất là ở thành phố Houston này. Kính thưa quý vị, hôm nay hiện diện ở đây với sự chứng minh của Hòa Thượng Giáo Thọ cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni, con xin mạnh phép có đôi lời đến tất cả đại chúng. Từ ngày đầu tiên chúng con được duyên đến dự lễ lên chùa Diệu Pháp, khi bước vào ngôi chùa và đường đi thì rất là khó khăn, chúng con rất là xúc động. Bởi lẽ chư tăng của chúng con khi làm Phật sự đã khó khăn rồi, đến với sư cô thì lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà quý cô lại dấu thân ở một cái nơi mà hiểu lắm, và khi chúng con bước vào cái ngôi chùa chỉ là một cái ngôi hôn mà phải đón nhận những cái sự ánh mắt của những người và hàng xóm xung quanh. Bởi lẽ mình phải đi mượn tạm cái con đường của họ để mà đi vào chùa, cái con đường chung. Và khi mỗi lần mình chùa có lễ thì họ đều ra đứng bên ngoài, họ canh, mà nếu mình cứ đậu xe mà phỏng vào trong đất của họ thôi thì họ sẽ kêu xe đứng kéo. Cho nên cảm thấy Ngài rất là khâm phục cái hạnh là thật sự của hai sư cô ở đây. Bởi lẽ ở cái nơi mà Phật tử tìm một cái đường vào rất là khó, mà ban đêm ban hôm thì cái sự khó khăn lại càng khó hơn đối với một vị đi. Bởi vì ở cái đó hẻo lắm, nếu có chuyện gì xảy ra thì không biết nó như thế nào. Thì thật sự 8 năm trôi qua đó là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho hai sư cô ở đây. Đến khi bản thân thì nghe được hai cô mua được mảnh đất ở phía bên ngoài rộng rãi hơn thì trong lòng rất là mừng. Nhưng rồi thì nói rằng mừng trước mắt là mình có được mảnh đất, nhưng mà cái nỗi lo ở phía sau là làm thế nào để mình có thể có kinh phí để mà xây dựng cái ngôi chùa để có thể giúp cho quý sư cô hoàn thành cái tâm nguyện của người học Phật. Bởi vì đối với đệ của chúng con là khi bước chân vào cửa đạo, ai cũng mang trên mình cái sứ mạng và cái hoài bão là thượng cầu Phật đạo, hạ quán chúng sanh, là trên cầu có giáo pháp của Đức Phật, và dưới là cứu độ tất cả chúng sanh trong cái hạnh nguyện của chúng con. Tốt cảm ơn con là một vị tăng làm Phật sự đã có thì quý sư cô lại càng khó hơn nữa. Cho nên khi nghe hai sư cô có nhà ý tổ chức thiện gia yêu quỷ, thật sự các con rất là vui, và trong cầu nguyện trong cái buổi tiệc hôm nay chúng con sẽ đón nhận tất cả các tấm lòng và sự quan tâm của Phật tử thành hương của chúng ta đang cư trú tại Houston, sớm giúp cho ngôi chùa Diệu Pháp sớm hoàn thành để hai sư cô có những cái nơi để mà thật sự hầu phần nào trả được cái công ơn của thầy tổ cha mẹ cũng như đại ba chánh lý và bà ơn quốc gia bảo hộ nơi hoa kỳ này đã cho nên để chúng con có được một cái ý tưởng, một cái mục đích tự do để chúng con có thể làm được những cái vai trò sứ mạng của người con Phật. Thì hôm nay con được quý sư cô mời lên đây để chia sẻ sự không biết nói gì, chỉ mong
là tất cả quý vị chúng ta hôm nay hãy phát lòng giúp cho ngôi chùa Diệu Pháp, một cái ngôi chùa đi ở một cái thành phố rất là xa, sớm được thành tựu, bởi vì ngôi chùa nó sẽ dựng lên, sẽ làm nền tảng tất cả những người miền xa xứ. Đây là một cái văn hóa truyền thống ngàn đời của chúng ta, thì con xin một lời kêu gọi tất cả quý vị hãy quan tâm và giúp cho hai sư cô sớm hoàn thành được cái ngôi chùa Diệu Pháp trong cái thời gian như buổi ngày hôm nay. Đó là cái tâm nguyện của con, mong tất cả quý vị hoan hỷ cho lời kêu gọi của con để ủng hộ và giúp cho ngôi chùa Diệu Pháp. Quý vị hoan hỷ là dạ, con cũng xin đại diện cho chúng tôi cảm ơn cái tấm lòng của tất cả quý vị đã đến đây và giúp cho buổi thời gian được thành công tốt đẹp. Chính dành cho quý vị nha.
tối ngày hôm nay. Rồi bây giờ Vân sẽ hát thêm một bài nha, một bài của nhạc sĩ Trúc Phương nha quý vị, đó là bài hát Chiều Là Em. Vân xin mọi người cùng lắng nghe. Và Mai Thiên Vân cũng xin chia sẻ là giống như anh Hải vừa nói đó quý vị, thì cách đây khoảng 12 tiếng đồng hồ trước là em đang ở bên em đang ở bên Tây Ban Nha, Barcelona. Đi qua mới hôm qua và đi đến Barcelona ngay cái lúc mà trận bóng đá của Barcelona với lại Madrid đánh đấu với nhau. Mai Thiên Vân đang đi tham quan ở trên đường phố Barcelona. Sau đó thì Vân bay về Pháp, xong rồi từ Pháp bay về đây thì 10 tiếng đồng hồ. Vân 10 tiếng thì Vân mới vừa đáp ở phi trường lúc 3 giờ rưỡi chiều. Xong là ông xã của chị Tracy là chở Vân dài về tới đây. Xong rồi Vân ngồi trên xe make up, rồi xong rồi phía dưới đây thì làm tóc lẹ vô cái tiệm tóc của cái chị gì dưới đây mà làm không có coi tiệm tên gì trên. Xong rồi là anh chồng Hải nói Mai Thiên Vân ơi, sắp tới em hát rồi, nói dạ cho em 10 phút thay đồ. Rồi xong là em có mặt ở đây để hát cho quý vị nghe. Vân sẽ gửi tặng quý vị sáng tác với nhạc sĩ Trúc Phương của bài hát Chiều Làng Em đến quý vị nha.
gánh mẹ xin mời. Chính là con.
cho cô gánh lại ngày dài để sau người gánh. Con thấy là hôm nay không biết ở đâu nhưng mà riêng Houston thì con thấy các chùa rất là thương nhau đó. Mỗi lần một chùa này làm cái bao nhiêu chùa khác ủng hộ cho chùa này, rồi con thấy cái điều đó là tốt vô cùng luôn đó, tạo nên một cái sự liên kết rất là hay. Nên là con bởi vậy lần trước con hát một cái chùa nào đó cũng đông người như vậy nè, nên là lần này cũng vậy, thì con thấy rất là vui cho những quý Phật tử ở đây. Hoa đẹp quá, nhìn thấy hoa cúc con sắp tới Tết rồi quý vị nha, mấy tháng đó là Tết rồi đó. Mẹ là vòng tay ở mặt con qua những ngày đau, mẹ là dòng sông để con tắm ấm chưa hè, mẹ là dòng tre che bóng con đi học nghề, mẹ là bờ đê để con vui với để con bước lên đi theo, mẹ là ánh sáng để con nuôi ao bao điều, mẹ lòng thật nhiều chỉ mong con yêu thành công, mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ biết ngoài, mẹ ơi con yêu mẹ. Mẹ cho con tình yêu cao quý,
đôi khi Vân thích những cái cảm giác như vậy lắm. Đôi khi một số người nghe thôi nhưng mà giống như là có những cái phút im lặng đó để nghe một những cái bài hát và Vân đứng gần quý vị, tự nhiên cái cảm giác nó thích lắm. Đêm khuya trăng mơ, mắt trông về trong cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia, tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương, nơi chốn xưa có người mẹ màu hoa vàng, chiều chiều mát ngắt lệ vì con. Xa đi con dâng đời cho gió quê người, ngồi nhớ đến ngày vui gió. Thank you.
con đường.